lời ru mơn mát em như
không quạng thân gầy mẹ hiền. Một sương hay nắng cho bạn ai đau buồn phiền. Ngày đêm xóm tối vui cùng con nhỏ một niềm. Tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng chiều. Ngọt như đây là tròn một năm mẹ của chúng tôi đã ra đi. Trước khi chờ được thân lễ, giờ thân lễ thì gia đình của tôi đây để đặt chân cho ông bà, cho ông cô và anh này là cha mẹ của chúng tôi. Xin mọi người cũng là kinh đức con gia đình để cầu cho Thiên Chúa rất là truyền cầu đúng không ạ, đưa ông bà đến đường về nước Chúa, cũng như chúng ta đi theo bước chân ông bà trong cuộc sống trần gian. Xin mọi người cùng người gia đình chào mọi người. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhường cứu chúng con cho khỏi sự dữ
ba ngôi đem sự sống và ánh sáng cho muôn loài, là thầy dạy cho chúng con biết khôn ngoan. Lạy Chúa Trời xin tới giúp con. Muôn lạy Chúa xin mau phụ trợ. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa. Sinh tồn lương hai hà xin đoái lại đoàn con, vì tội lỗi mà có ngày phai trên. Đây ăn ngữ tôi thật là khủng khiếp, cha mắt các tội nhân phải phục tùng, cả loài người chung một kiếp tử vong, thân các bụi lại trở về các bụi. Nhưng xin khi cha vào con người ngay từ buổi thai nhi đã trở nên hàng giống diệu kỳ, mang sức sống muôn muôn đời tồn tại. Niềm hy vọng phục sinh lạy cha từ ai, chính là nơi khoa dịu nỗi ưu phiền, và tin rằng đấng sống lại đầu tiên Đức Kitô sẽ dẫn vào cõi sống trong nước trời muôn thuở. Nguyện cha ban cho tôi thơ đã qua đời xưa một niềm tin thanh từ ngôi hai, và đã được sức giàu thần khi Chúa. Xin chuẩn bị cho chúng con hay nữa khi lìa trần được hương phúc thiên cung, và đồng thanh ca cùng Chúa cứu trùng là cùng linh và lời Chúa. Bài chích thơ Thánh Phaolô, tông đồ của chính hữu Roma. Anh em thân mến, không ai trong chúng ta được sống cho mình và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống là cho Chúa, nếu chúng ta chết là cho Chúa. Vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Vì lẽ ấy, nếu Đức Kitô đã chết và sống lại là để cai trị kẻ sống và kẻ chết. Vì tất cả chúng ta đều phải ra trước tòa án của Đức Kitô. Bởi có lời chiếc Chúa phán: ta lấy mạng sống ta và thề rằng mọi đầu gối phải quỳ lạy ta và mọi miệng lưỡi phải ngợi khen Thiên Chúa. Vì vậy, mỗi người chúng ta sẽ phải trả lẽ về mình với Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hàng dõi bước. Lời Ngài được chất ngất niềm vui, thông với người thân đã ly trần. Chúng ta hãy chân thành dâng những lời cầu nguyện thiết tha và ban cho người thân chúng con là linh hồn Phêrô và Anna sớm chiêm ngưỡng nhan người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Một trong những phương thế hữu hiệu nhất đối với người thân ly trần là chúng ta sửa chữa những lỗi lầm khuyết điểm trong đời sống. Xin Thiên Chúa nhận lấy việc chúng ta hy sinh hãm mình. Chúng ta xin hoặc hiệp dân như vương thế đền tội cho linh hồn Phêrô và Anna chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Thiên Chúa giúp chúng ta làm tất cả những gì người thân chúng ta chưa làm được trong bổn phận đối với Chúa, đối với hội thánh và tha nhân, để nối tiếp sự nghiệp còn dở dang.
và bù đắp những thiếu sót của người thân chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Theo lời Chúa khuyên dạy, xin Thiên Chúa giúp chúng ta trong khi tiếp tục nhớ đến và cầu nguyện cho người thân của mình, luôn biết sống đời đạo hành và lên đường làm tông đồ cho Chúa. Vì đó là cách làm vui lòng người quân vong hơn cả, và giúp ta có ngày sung vầy cùng người thân trên thiên quân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, trong ngày lễ giỗ ngày hôm nay, chúng con tạ ơn Cha đã chứng tỏ tình thương và hoàn tất việc cứu độ của Cha nơi người thân chúng con. Đó là niềm an ủi chúng con hơn cả, và thôi thúc chúng con nhiệt tâm sống đáp đền tình Cha. Xin Cha đón nhận linh hồn Phêrô và Anna vào quê trời vinh phúc, và trợ giúp chúng con trong việc sống xứng đáng đến con cái của Cha. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn Phêrô và Anna, là những người thân trong gia tộc, được nghỉ ngơi bằng yên. Amen. Xin dâng lên Ngài người thân yêu đã ra đi rồi, xin dâng lên Ngài người thân yêu nay về cùng Chúa. Ôi xin Ngài thái thương chiếu chan hòa ánh quang, để người ra đi về tới bên bờ yêu thương. Xin dâng lên Ngài trọn niềm cây trông, xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng, sau một đời hẳn luôn tin trung. Xin Chúa đón nhận người con thân yêu, nay đã đi rồi chỉ ước một điều, giao ước xưa.
thể chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn được tự động trinh hiền vinh sang la. Mà chưa chúng con đã có sự la lạy ra thân trai tìm được Chúa Giêsu. Thương xót chúng con. Lạy trai tìm được thân thực tình ra thân được bà Maria. Cầu cho chúng con. Lạy ông thân du xe là bạn thân sạch được bà Maria trọn đời đồng trinh. Cầu cho chúng con. Chúa xin tha lỗi từ bi cho nhau chúng con. Ta đã đưa đồ cho
Chúa, Chúa đã biểu lộ tình thương mạnh mẽ khi cho con của Chúa là Đức Giêsu Kitô, Chúa Thế Trời của hình thành ra vì chúng con. Giờ đây chúng con cởi bỏ lòng nhân từ và quyền năng của Chúa mà xin cho người chị em tín hữu của chúng con và cùng bà Anna Nguyễn Thị Hồng Lan được chia sẻ vinh quang với Đức Giêsu Kitô đấng đã phải thần chết, và xin cho cùng bà Anna được tham dự vào buổi sống phục sinh của người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện kiện của Chúa. Hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Và những khi thánh Phaolô lâu không đổ bởi tín hữu Roma, anh em thân mến, không phải tất cả chúng ta đã được nhắc nhở trong Đức Kitô, tức là đã được phép ở trong sự chết của người sao? Vậy của cha tôi là tất cả những ai thấy con và
tin vào người thì có sự sống đời đời. Và tôi sẽ cho họ sở tặng trong ngày sau đấy. Đó là lời Chúa. Nếu con biết trước và phát hiện sớm hơn thì chắc chắn chủ tế thánh lễ và chia sẻ trong bài tin mừng của thánh lễ hôm nay sẽ là chân thật cha con hoặc là cha liên minh đấng thiên minh đã là những người cha miền thần người ông, người cầu và người đồng hương của con. Bây giờ con đứng đây vừa chủ tế vừa giảng lễ cảm thấy hơi bị nhục và cảm thấy cũng lo lắng. Tuy nhiên xin cho con được theo nào vui một vài tâm tình trong chân lý đức tin cũng như trong tương quan họ hợp với tụi bà anh nam ông bà và anh chị em thân mến, nhân loại chưa bao giờ thờ ơ hay hờn hờ với cái chết và không nhìn cuộc đời kết thúc bằng cái chết. Đằng sau cái chết sau cuộc sống ở đất nước này vẫn còn nơi để sống và sống lại. Đó là những người khôn ngoan. Những người khôn ngoan luôn luôn nhìn xa trông rộng, luôn luôn đi tìm kiếm chân lý hay sự thật. Trong số những người đi tìm kiếm chân lý với chúng ta là những người công giáo, những người Kitô hữu, có ông bà anh em được thì hồng nam. Bà và chúng ta đã tình cảm được Đức Giêsu Kitô, đấng là con đường hướng dẫn chúng ta về với Chúa Cha để chúng ta được sống đời đời. Thì cách thức mà Chúa Giêsu hướng dẫn cùng bà anh em và mọi người trong chúng ta đó chính là đời sống gương sáng của Chúa Giêsu, đó chính là các cái chỉ dẫn trong lời của Ngài mà được các thánh sử ghi lại trong các sách tin mừng. Thánh thể và lời Chúa là đường cho chúng ta tiến đến Chúa Cha và sống trong bầu nhiệm của ông Chúa Ba Ngôi. Chúng ta được tham dự vào đời sống thần linh ở trên thiên đàng. Ở đó chúng ta sống một sự sống dồi dào và viên mãn. Chính Đức Giêsu là sự thật mà cầu bà Anna và chúng ta đang gặp và đang gặp. Sự thật này Đức Giêsu đã bày tỏ cho chúng ta nhờ cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Mọi tội lỗi của nhân loại nói chung, của chúng ta nói riêng và các chi đặc biệt nữa của bà Anna được tha thứ và được đền bù tất cả, được tẩy xóa và giải thoát khỏi cho chúng ta vào cái sự ràng buộc của ma quỷ, cả cái sự ràng buộc nô lệ của dục dục, của sắc đẹp, của thế gian và của tội lỗi. Để rồi chúng ta trở thành những con người tự do, thanh thản là con cái thiên
Thiên Chúa thật chính. Chính Đức Giêsu đã sinh sống của bà Anna và chúng ta đang gặp. Sự sống này cụ thể đó là một Đức Giêsu đã chết và đã trỗi dậy từ cõi chết. Chính người đã phục sinh. Mà hôm nay giáo hội đã cho chúng ta mừng đến đồng thể Chúa chúng ta đã phục sinh. Chúa phục sinh để cứu nhân loại khỏi sự chết, cho nhân loại được sống, sống dồi dào và sống viên mãn. Tất cả những ai tin bước đi trên con đường của Đức Giêsu, tìm kiếm chân lý nơi người và theo đuổi sự sống nơi người thì đều được ân sủng của sự sống đời đời. Cầu bà Anna Nguyễn Thị Hồng Nam, hôm nay chúng ta tưởng nhớ một năm cầu bà rời khỏi thế gian này về với sự sống thần linh của Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho cầu bà và nhìn lại cuộc đời của cầu bà ở nơi thế gian này, đã tin vào Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa đấng cứu độ nhân loại. Cô ba đã bước đi trên con đường lời Chúa và thánh thể của Đức Giêsu. Cô ba đã tin thấy sự thật nơi Đức Giêsu. Cô ba đã tham dự vào cái sự sống của phục sinh của Đức Giêsu ở tận thế và hôm nay một cách đẹp. Điều đó chúng ta không phải tính xuống hay con chia sẻ một cách nói xuống và ông bà anh chị em cũng không phải nghe xuống dựa trên căn bản lời của Đức Giêsu đấng là đường là sự thật và là sự sống đã nói với cô bà bạn nam và cho tất cả những ai lắng nghe và tin vào người như thế này. Tất cả những ai Chúa cha ban cho người thì đến với người bước đi trên con đường của người đắp sự thật và sự sống của người thì sẽ không xua đuổi, không bị xua đuổi ra ngoài. Đấng đã từ đời xuống thế để làm theo đấng ý của Chúa cha từ đời xa đến, mà ý của Chúa cha là tình ai được Chúa Cha ban cho Đức Kitô, những người đó tin vào Đức Giêsu Kitô và bước đi theo Đức Giêsu Kitô thì tất cả những người đó có được sự sống đời đời, sự sống đời đời mà của bà Anna đã được ở nơi thế gian này và hôm nay ở trong thiên đàng. Sự sống đời đời mà chúng ta được hưởng trong từng giây phút hiện tại của cuộc đời của chúng ta lúc này ở nơi đây và mai sau một cách trọn vẹn viên mãn ở trong đấng Chúa. Đó là chính những cái sáng kiến mà chúng ta đang hưởng, đang đón nhận và đang thưởng thức cảm nhận tình yêu, sự thật, sự công chính, sự thánh thiện, niềm vui và bình an. Đây là những giá trị của đời Thiên Chúa. Đây là giá trị của đời sống đời đời. Sự sống đời đời là chúng ta đã tham dự vào sự sống của thần linh, sự sống của một Chúa ba ngôi mà nơi đó Đức Maria mẹ của chúng ta, các thiên thần và các thánh cùng những người thân của chúng ta, các tín hữu đã rời khỏi một ngày ngày đi thương, các ngài đang tham dự, đang chung sống với sự sống thần linh trong sự thành thiên bình an tình yêu niềm vui một cách trọn vẹn. Đối với chúng ta, chúng ta hôm nay đến dịp lễ
của bà Anna được hưởng đoàn vẹn, được tham dự đoàn vẹn với sự sống thân tình. Đồng thời, cái ngày đại dầu của cô bà Anna cũng nhắc nhở chúng ta chuẩn bị cho đời sống của mình. Hôm nay, từng giây phút hiện tại được hưởng với sự sống thân tình như chưa được đoàn vẹn, chúng ta cần chuẩn bị mọi mặt để được sự thật đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, để sự sống của Thiên Chúa bao lâu đang thực hành sự sống của chúng ta hôm nay và mai sau. Chúng ta cầu nguyện cho Chúa ban lành nào và cầu nguyện cho nhau. Con xin cảm ơn đoàn thân này. Thì những sự sống lại và sự sống, ai tin người thì phải có chết cũng sẽ được sống, và những ai sống mà tin vào người sẽ cùng được phục sinh với người. Với niềm tin tưởng và hy vọng vào sự sống đời đời, chúng ta cùng thân thân cầu xin. Ta là sự sống lại và là sự sống. Lạy Chúa, khi tôi có các mục tiêu trong hội thánh luôn hăng say đến thẳng và có những phương về tu viện để đoàn lòng cùng nhiệm vụ kỳ đô phục sinh là nguồn hy vọng tôi còn phải nhân loại. Cho người con Chúa là cùng là Anna là điều trọn thế
lời người niềm hy vọng sống lại hạnh phúc đã chưa bỏ lên chúng con. Để ai buồn sầu vì số phận chắc chắn phải chết, cùng được an ổn vì Chúa đã cho ta cũng được sự bất diệt sau này. Và khi nơi đang nó ở đằng xa bị hủy diệt tiêu tan, thì lại được được trở lại bình yên trên trời. Vì thế, cùng với các thiên thần và bậc thần thiên thần, các vị thần và bậc thần, cùng toàn thể mọi linh thiêng phúc, chúng con không được hạ bài ca Chúa. Chúng ta sẽ nguyện cầu. Lạy Cha thương con ở trên trời, chúng con nguyện.
Lạy Chúa, chúng con chúng con có mọi sự nhờ, xin coi yêu nhau như này chúng con đã chúc mừng bình an. Nhờ Chúa trong lòng thương yêu Chúa, chúng con sẽ luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến cố. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng hô và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
thưa các thầy chúng con đó về quan đầm trăng trong những ngày hôm nay, được sự trăng trong những lúc này là nhờ sự quan tâm của mái của cha thượng đế, cha thánh sư quý cha cùng quý vị dành cho bà Anna làm đền của chúng con và đổi ơn gia đình chúng con. Chúng thưa cha thượng đế, chúng con tin tưởng rằng trong khi cha là một bề bao nhiêu việc lo cho nhà nhỏ, tuy nhiên tình yêu thương đặc biệt với mẹ của chúng con, cha đã gác công việc nhà bề của nhà ở trong tương này để cung cấp những cầu nguyện cho mẹ của chúng con. Với tình thương và sự cố gắng của cha đã nói lên chú tâm trọng và ý nghĩa đó, gia đình chúng con được cảm ơn cha như nào cho sự gia đình chúng con. Thank you.
cánh đồng cho bông lúa ngon, cánh tay Thiên Chúa đặt con làm người, bắt đầu mở mắt chào đời mẹ cha nuôi dưỡng biên trời mến thương, mến thương ru con trong đêm sương triều dài gánh nặng ngàn muôn đau thương, ôi ngàn đau thương. Nhìn khắp như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con,
xin trở về chúng con xa chưa cam dù, nhìn cứu chúng con cho khỏi sự dữ ác. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn an lạc được lên chốn nghỉ ngơi. Thằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lạng vui vẻ vô cùng. Amen. Lạy Chúa xin thánh hóa và chúc lành những của anh do đồng đã chúc ban cho chúng con người dùng ngày hôm nay để nhân ngày của hôm năm và Anna chúng con yêu thương hy sinh và tiếp tục cầu nguyện cho một Anna sớm về được hạnh phúc nhà Thánh Chúa. Chúng con cầu xin nhà Đức Kitô Chúa chúng con. Nhìn cha và con và thành thần xin cảm ơn cả. Mẹ cha là trời cao biển lớn.
vất vả trong chiều. Một đời thương đau còn mãi đến khi bạc đầu. Xin Chúa ban nhiều ơn giúp cha mẹ giữa bao nhọc nhằn. Xin Chúa ban niềm vui bước đường xa. Thương mến cho con được một mái nhà, con có mẹ cha là như hoa nở trên cành. Nhìn về xa xưa ôi lòng biết nói sao vừa, tình mẹ công cha ngời sáng bao nhiêu. Chúng con yên vui hân hoan nhờ mẹ cha gian nan.
bàn tay xin hát lời ca, thiết tha xin chơi giúp cho mẹ cha, sáng mai ước nguyện và vơi đi ưu phiền, trăm năm mãi được bình yên. Rồi lớn lên con vào đời, gặp biết bao nhiêu người thương, dù có ai hy sinh cho con, dù được ai cho mâm cơm ngon, đi gần về xa thấy đâu một mái nhà như nhà mẹ cha thiết tha từ ấy. Rồi lớn lên con xây non cao, vươn biển khơi bay lên trăng sao, khi về nhà xưa với cha và với mẹ vẫn là trẻ thơ bé như ngày nào. Xin chắp bàn tay xin hát lời ca, thiết tha xin chơi giúp cho mẹ cha, sáng mai ước nguyện và vơi đi ưu phiền, trăm năm mãi được bình yên. Bàn tay xin hát lời ca, thiết tha xin chơi giúp cho mẹ cha, sáng mai ước nguyện và vơi đi ưu phiền, trăm năm mãi được bình yên. Xin chắp bàn tay xin hát lời ca, thiết tha xin chơi giúp cho mẹ cha, sáng mai ước nguyện và vơi đi ưu phiền, trăm năm mãi được bình yên.